đúng rồi, và cái chân bắt đầu đạp, đúng rồi, giỏi, tập mạnh, đúng rồi, giỏi quá, đúng rồi, cứ đạp mạnh sẽ qua cái bên kia, đừng có nhìn nha, cứ đạp thôi. Rồi đúng rồi, đạp đi, thật cứ đạp đi, khép cái chân, khép cái lại xíu. Khép cái chân lại chứ. Ừ, thôi, bạn chưa tập được cho nên bạn cứ tập về là được. Rồi, bạn về là giỏi lắm rồi đó, bạn nổi rồi đó, thấy chưa? Và khép tay là khép chân là đạp. À, đúng rồi, bạn chưa tập được như vậy. Dạ. Bạn Gia Phúc đã vô được tới bờ rồi các bạn. Các bạn ơi, bạn Gia Phúc giỏi quá các bạn.